nữ tài phiệt bệnh kiều vì muốn chiếm hữu tôi lợi dụng lúc tôi say rượu trói tôi về nhà còn bá đạo cướp đi lần đầu của tôi sáng hôm sau tỉnh dậy cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy chế giễu đệ đệ a à. cưới tỷ tỷ đây biệt thự xe sang cứ tự nhiên mà ở tiền tiêu vặt mỗi tháng 6 con số sau này không được tiếp xúc với tô ngưng điệp nữa thế nhưng nghe đến đây tôi không những không tức giận ngược lại ôm lấy đầu cô ấy hôn tới tấp chị em đồng ý kiếp trước trần vũ mải mê theo đuổi bông hoa trà xanh tô ngưng điệp luôn từ chối lời tỏ tình điên cuồng của nữ tài phiệt bệnh kiều cuối cùng tô ngưng điệp không chỉ phá tan gia sản của trần vũ mà còn cắm trên đầu trần vũ một cái sừng nhọn hoác bây giờ tái sinh trở lại vào thời điểm này lần này trần vũ quyết định không đi đường vòng nữa trực tiếp ôm chặt lấy chân bà hoàng giàu có này lúc này liễu hi vi nghe thấy từ đồng ý từ miệng trần vũ vẻ mặt cô đầy kinh ngạc hỏi ý của anh là anh từ bỏ tô ngưng điệp rồi sao nghe vậy trần vũ lập tức gật đầu ừ một tiếng cho một lý do liễu hi vi tiến sát đến trước mặt trần vũ Vẻ mặt đầy nghi ngờ, đây chính là lý do. Nói xong Trần Vũ lại hôn lên đôi môi cô, vốn định chỉ hôn một cái rồi dừng lại, nhưng Liễu Hi Vi lại ôm chặt lấy cổ anh. Khi nụ hôn chưa kết thúc, cô đã chủ động tấn công dữ dội. Một giờ sau, Trần Vũ cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì trên ga giường lại nhìn thấy một vết đỏ tươi, nhưng kiếp trước Trần Vũ luôn nghĩ rằng những người đàn ông đã ngủ với Liễu Hi Vi, dù không phải là 100 thì cũng phải 80. Lúc này Liễu Hi Vi vẫn rất cảnh giác, cô nhẹ giọng khẽ nói bên tai Trần Vũ, theo đuổi Tô Ngưng Điệp bao lâu rồi? Nói bỏ là bỏ. Nếu tỷ tỷ đây dễ dàng tin như vậy thì có phải ngu ngốc lắm? Phải không, chó con? Đó là bởi vì đột nhiên tôi hiểu ra, cảm thấy chị tốt hơn, thơm hơn và có giá trị hơn, bất kể về khía cạnh nào. Cô ta, Tô Ngưng Điệp, còn không bằng một ngón tay của chị. Tôi, Trần Vũ, tại sao lại phải cố gắng đeo đuổi cô ta? Vậy nghĩa là, chó con, chỉ đơn thuần vì tiền của chủ nhân thôi đúng không? Nghe vậy, Trần Vũ nuốt nước bọt, tiền chỉ là một phần thôi tôi cũng muốn chị mà tiền chỉ là một trong những lý do vẻ ngoài và thân thể của chủ nhân trần vũ cũng đã thích rồi vậy còn tình yêu thì sao liễu hi vi không phản đối việc trần vũ thích cơ thể cô nhưng thứ cô muốn nhất vẫn là trái tim chân thật của trần vũ nếu tôi nói tôi đã yêu chủ nhân chủ nhân có tin không không tin liễu hi vi lắc đầu rất kiên quyết trần vũ lập tức câm lặng không ngờ liễu hi vi lại không tin chẳng lẽ là do mình quá thấp hèn nhưng vấn đề là đối mặt với một người phụ nữ mạnh mẽ cứng đầu hơn nữa còn biết luyện nhiều loại võ thuật mình cũng không thể cứng rắn được kiếp trước khi ở riêng với cô ấy mình đã cố gắng phản kháng muốn đánh bại cô ấy rồi bỏ chạy nhưng kết quả là cô ấy tung một cú đấm đấm thẳng vào cằm mình rồi mình nằm lăn ra đất không dậy nổi thấy trần vũ không nói gì liễu hi vi thay đổi thái độ cười khẩy yêu hay không yêu đều được chỉ cần đệ đệ đồng ý ngoan ngoãn làm người đàn ông của tỷ sau này không được tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào khác đặc biệt là tô ngưng điệp nói xong Liễu Hi Vi nắm lấy cằm Trần Vũ từ từ nâng lên. đệ đệ muốn đi đâu tỷ tỷ cũng không cản. nhưng mỗi tối phải về nhà. sau khi về nhà đã làm gì, tiếp xúc với ai, trải qua chuyện gì, đều phải báo cáo lại. rõ ràng từng chữ không được thiếu. có hiểu không? Trần Vũ gật đầu. có chút cảm giác khó xử, nhưng chỉ vậy thì vẫn chấp nhận được. cảm ơn. không cần cảm ơn. cho đàn ông một chút tự do là lẽ đương nhiên. Liễu Hi Vi cười khẽ, vừa xoa đầu anh, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng. có đói không? cũng hơi đói, Trần Vũ khẽ thì thầm, muốn ăn gì? Liễu Hi Vi cười hỏi, bò hầm. Trần Vũ gãi đầu đáp, nghe vậy, Liễu Hi Vi bật cười khẽ, được rồi, 25 phút sau, vệ sĩ Cao Tuấn mang bữa sáng đến, có súp nấm với dương vật bò, bò hầm sốt tỏi, ba ba hầm với dương vật bò. Ăn đi, ăn no mới có sức. Liễu Hi Vi cười tà mị, nghe vậy, Trần Vũ kinh ngạc nói, lại nữa sao? Sao nào? Có ý kiến à? Giọng Liễu Hi Vi lạnh lùng khí thế của tổng tài bá đạo vô cùng áp lực. Không, không có. Trần Vũ ngại ngùng cầm đũa lên. Mau ăn đi, ăn hết nhé. Súp cũng không được để lại. Lúc này ở một nơi khác, ký túc xá nữ của đại học đế đô. Tô Ngưng Điệp vừa ăn trưa xong về ký túc, nằm trên giường lăn qua lộn lại, trở mình mãi không ngủ được. Cô cầm điện thoại trên đầu giường lên xem. Tin nhắn cuối cùng mà Trần Vũ gửi cho cô vẫn là từ 8 giờ tối hôm qua. Ngưng Điệp, em cho anh chút thời gian được không? Anh sẽ đi làm thêm, Cuối năm nay anh chắc chắn kiếm được 6.000 tệ. Mua cho em chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max mà em luôn ao ước. Đó là nội dung tin nhắn cuối cùng. Tô Ngưng Điệp nhíu mày. Cắn môi. Tên này làm sao vậy? Hôm nay ăn trưa ở căng tin không giúp tôi thanh toán đã đành. Cả tin nhắn cũng không gửi lấy một tin. Miệng thì nói yêu tôi cả đời. Sau này tiền kiếm được đều cho tôi tiêu. Nhưng mới theo đuổi tôi có 4 năm đã không chịu nổi. Thì cái gọi là tình yêu của anh. Chẳng đáng giá bao nhiêu. Tô Ngưng Điệp lẩm bẩm. Lúc này cô rất giận, từ khi vào đại học cô chưa bao giờ phải tự trả tiền ăn ở căng tin lúc nào trần vũ cũng tình nguyện quẹt thẻ cho cô nhưng hôm nay cô phải tự bỏ tiền yêu một người là phải liên tục tiêu tiền cho cô ấy vô điều kiện đáp ứng cô ấy chiều chuộng và nung chiều cô ấy để cô ấy luôn cảm nhận được tình yêu chân lý đơn giản như vậy trần vũ lẽ nào không hiểu đàn ông thật sự chẳng có ai tốt cả miệng thì nói dễ nghe nhưng thực tế thì chẳng làm được điều nào tô ngưng điệp bĩu môi may mà tô ngưng điệp tôi không phải loại con gái dễ bị lừa không bị dỗ dành bởi những lời ngon ngọt của anh tìm đến phím xóa tô ngưng điệp định xóa trần vũ ra khỏi danh sách bạn bè nhưng khi ngón tay sắp chạm vào màn hình động tác của cô lại dừng lại không được không thể xóa nếu xóa đi thật sự khiến trần vũ nghĩ rằng không còn hy vọng theo đuổi mình thì sau này mỗi lần ăn ở căng tin ai sẽ là người ngu ngốc quẹt thẻ giúp mình nữa ăn ở căng tin dù không tốn quá nhiều tiền nhưng mỗi tháng cũng tiết kiệm được gần một Mua chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max có khó đến vậy sao? Không có tiền thì sao không đi xin bố mẹ? Tô Ngưng Điệp càng nghĩ càng tức. Cô thầm thề. Cho anh thêm 3 ngày. Nếu 3 ngày nữa vẫn chưa thấy iPhone 16 Pro Max, thì tôi sẽ không thèm để ý đến anh trong 10 ngày. Xem anh có lo lắng không? Thẩm phái hàm bạn thân của Tô Ngưng Điệp. Cũng giúp đỡ bằng cách gửi một tin nhắn. Trần Vũ, anh đang ở đâu? Ngưng Điệp đã đợi anh cả ngày rồi. Anh không đến trường thì ít nhất cũng phải xin phép giảng viên chứ. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ tại biệt thự Cẩm Tú Sơn Trang ở Ma Liễu Hi Vi liếc nhìn chiếc điện thoại trên đầu giường, liếm liếm môi, hình như vừa có người nhắn tin cho chó con thì phải. Nếu chủ nhân muốn xem, tôi có thể mở khóa điện thoại. Trần Vũ nói một cách hiểu ý, nhưng Liễu Hi Vi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không cần. Nói đi, chó con có chủ nhân mới, định xử lý thế nào với cô bạn gái cũ Tô Ngưng Điệp đây? Chủ nhân rất mong chờ đấy. Liễu Hi Vi mỉm cười có chút chế giễu. Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, dù đã dùng tiền và cơ thể để chiếm lấy mình vẫn không quên thử thách tiếp không ngờ lại là một bệnh kiều nghĩ đến đây trần vũ nói tôi có một thắc mắc với nhan sắc và tiền tài của chủ nhân không thiếu những chàng trai xuất sắc xung quanh tại sao chủ nhân lại chọn tôi chẳng lẽ chỉ vì tình yêu xét đánh tình yêu xét đánh thì có vấn đề gì sao yêu một người có cần lý do không dù sao liễu hi vi yêu một người không cần bất kỳ lý do nào liễu hi vi mạnh mẽ và bá đạo nhìn cô ấy rõ ràng không muốn nói thêm nếu mình hỏi nữa cũng chỉ tự chuốc lấy bực bội nghĩ gì vậy chó con thấy trần vũ có vẻ ngẩn ngơ liễu hi vi hỏi ngón tay ngọc ngà của cô vẽ vòng tròn trên ngực anh không có gì chỉ cảm thấy bất ngờ không ngờ con chó lại được chủ nhân để mắt đến trần vũ trả lời chân thành liễu hi vi nghe vậy mỉm cười nhẹ hy vọng chó con sẽ luôn nghĩ như vậy đừng chỉ vì bám vào phú bà để kiếm tiền nuôi người phụ nữ khác rồi lại giả vờ giả vịt yên tâm đi số tiền tiêu vặt 10 vạn chủ nhân cho từng xu từng đồng tôi sẽ không tiêu cho người phụ nữ khác. 10 vạn tiêu vặt. Sau khi giúp Liễu Hi Vi kỳ cọ và lau lưng trong phòng tắm, cô ấy đã chuyển tiền. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải luôn ngoan ngoãn nghe lời, không được có bất kỳ ý định phản bội nào. Biết vậy là được rồi. Liễu Hi Vi cười ngọt ngào. Ngay sau đó, đôi môi đỏ như thoa son của cô ấy đã tiến đến. Sáng hôm sau, 7 giờ Trần Vũ mở mắt, nữ tổng tài bá đạo Liễu Hi Vi bên giường đã không còn bóng dáng. Đi mà cũng không nói một lời. Trần Vũ định ngồi dậy, bỗng điện thoại reo. Hiển thị cuộc gọi đến với chữ chủ nhân, ngủ ngon chứ chó con. Chủ nhân đã mua cho mấy bộ quần áo mới này, có cả vest, đồ thể thao, đồ thời trang, tổng cộng 30 bộ. Tất cả đều treo trong phòng thay đồ. Giày da, giày chạy bộ, giày sneaker, giày vải cũng có cả trăm đôi. Nhẫn, dây chuyền, khuyên tai, cả loạt phụ kiện dành cho nam giới cũng không ít đâu. Chó con có thể tùy ý chọn lựa và phối hợp. Liễu Hi Vi tiếp tục ra lệnh bằng giọng điệu không thể chối cãi, "Trước khi đi học nhớ chuẩn bị kỹ càng, phong độ lên, đừng quên ăn sáng." nói xong cô cúp máy trước khi trần vũ kịp phản ứng cảm giác được nữ tổng tài cương triều quả thật là sảng khoái trả trách 99% các cô gái đều mê đọc tiểu thuyết về tổng tài bá đạo một nữ tổng tài yêu mình cương mình lại sở hữu cả nghìn tỷ tài sản đổi lại là bất kỳ chàng trai nào gặp ai mà không động lòng chứ không cảm thấy mê man sao kiếp trước mình thật đáng chết để một nữ tài phiệt chất lượng cao như vậy trôi qua lại cố chấp theo đuổi tô ngưng điệp lúc đó sao mình lại ngu ngốc đến thế trần vũ lắc đầu cảm thán tắm rửa xong thay một bộ đồ hiệu đi thêm đôi giày thể thao bản giới hạn trị giá một vạn đứng trước gương khi chất nghèo nàn trên người đã biến mất không dấu vết với gương mặt và chiều cao không thua kém ngôi sao hàng đầu kết hợp với bộ đồ xa xỉ bây giờ bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ rằng là một tay chơi tiêu tiền không tiếc tay nói thật trên đời này có ai đẹp trai hơn mình không sợ là chỉ có các vị trước màn hình thôi hoàn hảo chân vũ mỉm cười tự mãn từ đầu đến chân ngay cả một sợi tóc cũng toát lên sự tự tin mở cửa bước ra đứng ngoài cửa chính là vệ sĩ thân cận của liễu hi vi cao tuấn trần tiên sinh cao tuấn cười nói ngài còn chưa ăn sáng nếu anh không nhắc tôi cũng quên mất cảm ơn cao lão ca nhé trần vũ tỏ vẻ biết ơn sau đó bước vào phòng khách dưới ánh nhìn của cao tuấn trần vũ ngấu nghiến ăn rất nhanh ăn xong bữa tiệc dương vật bò sau khi ăn xong cũng không kìm được mà ở no trần tiên sinh ngài thích lái xe sang của thương hiệu nào cao tuấn hỏi vẫn với nụ cười hiền lành trên khuôn mặt Trần Vũ cũng không cảm thấy lạ, vì Liễu Hi Vi đã nói với anh, xe sang trong gara nhà cô anh có thể tùy ý lái. Trần Vũ cười đáp, có những loại xe nào vậy? Trần Tiên Sinh, mời ngài đi theo tôi. Cao Tuấn đi trước dẫn đường. Chẳng bao lâu đã đến gara. Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Vũ kinh ngạc. Chỉ cần quét mắt qua, những chiếc xe chỉ thấy trên mạng đều có ở đây. Mức giá trên chục triệu, như Ferrari, Pagani, Bugatti. Còn những chiếc dưới chục triệu thì nhiều đến không đếm xuể. Tùy chọn vài chiếc, đều có giá trị hơn toàn bộ số tiền kiếm được từ bán hàng livestream kiếp trước. Trần Vũ tiến đến chiếc Kyron màu xanh hỏi. Cao lão ca, tôi từng thấy chiếc này trên mạng. Nghe nói ở trong nước ít nhất phải 50 triệu mới mua được. Có thật không? Gần đúng rồi, chỉ kém 60 triệu có 2 triệu thôi. Trời ơi, đắt thế à. Vậy tôi sẽ lái chiếc này. Trần Vũ hào hứng vỗ vỗ đầu xe Kyron. Được thôi Trần Tiên Sinh. Đây là chìa khóa của chiếc Bugatti Kyron. Cao Tuấn cười đưa chìa khóa xe. Kiếp trước Trần Vũ đã là một tay lái lụa. Lái xe đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Cao Tuấn, Trần Vũ từ từ lái cơn gió xanh ra khỏi gara. Cao Tuấn suýt nữa thì rơi nước mắt vì ghen tị, thật không hiểu nổi, rốt cuộc Liễu tổng nhìn chúng cậu ta ở điểm nào? Rõ ràng mình cũng đâu đến nỗi tệ. Tất nhiên Cao Tuấn không dám lơ là. Anh ta vội vã lên chiếc Cullinan và theo sát phía sau. Liễu tổng đã dặn, phải luôn theo sát Trần Vũ, báo cáo mọi hành tung của cậu ta và phải bảo vệ cậu ta thật tốt, nhưng bảo vệ chỉ là cái cớ mục đích thật sự là xem Trần Vũ có phản bội Liễu tổng hay không. Sau khi lái xe ra khỏi khu biệt thự không lâu, Trần Vũ tấp xe vào lề đường, vì điện thoại cứ reo liên tục, mở ra xem, toàn là tin nhắn từ bạn cùng phòng, Trương Vĩ. Này lão Trần, vì một cô gái mà suốt ngày mệt mỏi thì thôi đi. Đây đã là ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa hồi phục, có cần thiết không? Cô giáo phụ trách nói nếu hôm nay còn không đến, lúc đó cậu phải tự mình đến văn phòng tìm đấy. Thật là phiền phức, tôi biết rồi, tôi sẽ đến trường một chuyến trần vũ vừa đặt điện thoại xuống định nhấn ga đi thì kính xe bị một cô gái tóc đỏ kiểu khát máu gõ vào có chuyện gì vậy trần vũ nghi ngờ hạ kính xe xuống trời ơi anh đẹp trai quá như ngôi sao điện ảnh vậy cô gái kiểu khát máu thốt lên anh đẹp trai anh là hot boy mạng phải không sao tôi cảm thấy anh trông quen quá trần vũ lạnh lùng trả lời xin lỗi tôi không phải vậy có thể chụp chung một tấm hình không cô gái kiểu khát máu đầy háo hức không vấn đề gì trần vũ suy nghĩ một chút rồi nói nghe vậy cô gái lập tức lấy điện thoại của mình ra mở camera đầu của cô ghé sát lại gần anh chu môi hồng đáng yêu chụp một tấm selfie có thể cho tôi xin thông tin liên lạc không cô gái với đôi mắt long lanh nhìn trần vũ cái đó không được tôi đã có vợ rồi vợ tôi không cho tôi tán tỉnh các cô gái khác bên ngoài trần vũ nói lạnh nhạt thôi rồi coi như tán tỉnh thất bại nhìn chiếc kyron màu xanh lái đi cô gái kiểu khát máu rậm chân tức tối thật khiến bản công chúa tức chết Loại thiếu gia trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa giàu có như thế này, rốt cuộc ai đang quen họ vậy chứ? Trên đường trở lại trường, Trần Vũ lái chiếc Bugatti kyron người đi đường đều kinh ngạc, lấy điện thoại ra chụp liên lỉ, đẹp trai quá. Một cô gái nhìn rõ Trần Vũ trong xe, thấy là một chàng trai chạc tuổi mình, liền che miệng hét lên, suýt nữa phấn khích đến mức muốn ngất. Sau khi đỗ xe xong, Trần Vũ đi về phía ký túc xá, trùng hợp làm sao, lại gặp ngay Tô Ngưng Điệp và bạn thân của cô. Tô Ngưng Điệp ôm sách vở trong tay, ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu hãnh, thậm chí không thèm nhìn Trần Vũ một cái, cô quay đầu đi về con đường nhỏ bên cạnh. Hừ, thật là quá đáng. Trần Vũ không kìm được mà lườm một cái đầy khinh bỉ, rồi nhanh chóng bước đi, tránh để bị dính vận xui. Tô Ngưng Điệp liếc nhìn bằng ánh mắt hờ hững, thấy Trần Vũ không đuổi theo. Cô giận đến mức cổ đỏ bừng. Hắn, hắn dám phớt lờ tôi. Ngưng Điệp, đừng để ý làm gì, Trần Vũ chắc là chưa mua được iPhone 16 Pro Max cho cậu, nên ngại không dám đến tìm cậu đấy. Cũng đúng coi như hắn còn biết điều. Tô Ngưng Điệp gật đầu, thấy điều đó cũng có lý. Đúng vậy mà, lần trước cái túi Hermes hắn cũng không mua được. Gặp Tô Ngưng Điệp mà Trần Vũ lại co đầu rụt cổ, như con rùa rụt cổ trốn mất, nhưng hình như hắn đã mua cho mình bộ quần áo mới. Hơn nữa đều là hàng hiệu Louis Vuitton. Tô Ngưng Điệp tất nhiên để ý thấy Trần Vũ mặc đồ mới. Đôi giày dưới chân Trần Vũ, có một nam sinh trong nhóm bạn của cô từng nhắc đến. Nghe nói đó là phiên bản giới hạn của Louis Vuitton, giá trị hơn Nghe vậy, Thẩm Phái Hàm tỏ vẻ khinh thường, chắc chắn là hàng giả mua trên mạng. Nếu là hàng thật, bộ đồ của hắn phải có giá mấy vạn tệ, nhưng trên mạng 200 tệ là mua được rồi. Hú chi nếu Trần Vũ có tiền, hắn có nỡ tiêu cho bản thân không? Không hổ danh là chị em tốt của tôi, tư tưởng của chúng ta giống nhau thật. Tô ngưng điệp cười khúc khích. Trong khi đó, Trần Vũ trở về ký túc xá lấy sách vở, vội vã chạy đến lớp. Lúc này giáo viên vẫn chưa đến, nhưng các bạn trong lớp đã bắt đầu bàn tán sôi nổi chủ đề hầu hết đều về chiếc Bugatti Chiron mà Trần Vũ lái đến hôm nay. Chiếc Bugatti Chiron trị giá 60 triệu, người lái xe lại là một nam sinh trạc tuổi chúng ta. Ma đại của chúng ta từ bao giờ lại có một thiếu gia giàu có như vậy? Chắc là một đàn anh khóa trên năm 3 hoặc năm 4. Sinh viên năm nhất thì không thể nào, nếu không đã sớm lan truyền rồi. Thấy các bạn bàn luận, Trương Vĩ cũng tò mò. Lão Trần, cậu đoán xem chủ nhân của chiếc Chiron là ai? Có gì mà phải đoán? Người đó chẳng phải đang ngồi ngay trước mặt cậu sao? trần vũ vừa nói vừa nhún vai trương vĩ nhìn chằm chằm nam sinh hói đầu trước mặt mình là uông phong sao không thể nào cậu ta vì tiết kiệm tiền mua laptop đã ăn mì sắp hết hạn suốt một tháng gã này nghèo đến nỗi không dám ăn cơm cậu tin cậu ta là chủ nhân của chiếc kyron hay là tin tôi là tần thủy hoàng nghe vậy trần vũ chỉ biết cười bất lực rõ ràng chẳng ai nghĩ đến mình nhưng cũng phải nói ra chắc cũng chẳng ai tin trong khi đó tô ngưng điệp và bạn thân của cô cũng không đứng yên hai người họ cũng đang bàn luận về chủ nhân của chiếc Kyron. Ngưng Điệp, cậu nghĩ thế nào? Tôi có thể nghĩ gì đây? Trước đây đàn anh tiết bác nhân khóa trên lái chiếc Ferrari. Dù có chút ý với tôi, nhưng cũng không thể theo đuổi tôi chân thành như Trần Vũ. Chủ nhân của chiếc Kyron 60 triệu lại càng không nói đến. Trừ khi tôi chủ động xông vào lòng anh ta. Nếu không thì anh ta cũng sẽ lạnh nhạt như tiết bác nhân thôi. Đừng nói cứng quá, Ngưng Điệp. Người ta còn chưa gặp cậu mà. Nhớ đâu gặp rồi anh ta lại yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Sẵn sàng tiêu tiền vì cậu thì sao? vậy sau giờ học chúng ta đi xem chủ nhân của chiếc Kyron này. Tô Ngưng Điệp tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn là phải đi rồi. Nếu được để mắt đến, biết đâu tương lai có thể gả vào nhà giàu. Cơ hội tốt như vậy, Ngưng Điệp, cậu phải nắm bắt lấy. Thẩm Phái Hàm nói hào hứng, được, quyết định vậy nhé. Sau giờ học, tôi sẽ thay bộ đồng phục, loại váy siêu ngắn. Xem tôi có làm anh ta mê mệt không? Tô Ngưng Điệp nói trong phần khích. Trong khi đó, Trần Vũ đang ngồi chán trường trên ghế, thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Liễu Hi Vi cô gửi cho anh một đoạn video trong video cô đang chạy trên máy chạy bộ mồ hôi nhễ nhại áo dài tay bó sát màu đen phần lớn đã bị thấm đẫm mồ hôi vì đang chạy không ngừng nên cảnh tượng ấy có thể tưởng tượng được trần vũ không khỏi nuốt nước bọt người phụ nữ này đúng là đang đùa với lửa mà chẳng bao lâu sau liễu hi vi lại nhắn tin có đẹp không chó con trần vũ thành thật trả lời đẹp lắm nhưng mà chó con à chủ nhân hỏi là con mèo anh lông ngắn bên cạnh máy chạy bộ có đẹp không chứ không phải tôi đọc đến đây trần vũ ngẩn người mèo anh lông ngắn làm gì có con mèo nào nhìn hình ảnh trong đó ai còn tâm trí để nhìn mèo chứ trần vũ vội vàng mở lại video và xem kỹ lần nữa thật sự có một con mèo anh lông ngắn màu xám bên cạnh máy chạy bộ khá dễ thương lúc này liễu hi vi đột nhiên đổi giọng hôm nay chó con trở về trường và tình cờ gặp tô ngưng điệp cũng đã nhìn cô ta ba sáu giây lần đầu tiên nhìn thấy tô ngưng điệp ánh mắt của lại không lập tức rời khỏi cô ta chó con thành thật khai báo đi có phải vẫn còn tình cảm với tiện nhân kia không trần vũ lập tức sững sờ cô ấy còn cử người theo dõi mình sao mình chỉ liếc vài lần thôi mà sao lại vòng vo để hỏi vậy nhưng cảm giác chiếm hữu mùa ngạt này hiện tại không những không ghét mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú oan ủng quá chủ nhân cho con nhìn cô ta chỉ là phản xạ vô thức thôi giống như khi gặp người qua đường cũng sẽ nhìn vài giây vậy chuyện này chẳng liên quan gì đến yêu đương cả tôi không tin liễu hi vi trả lời ngay ba chữ nhưng tôi nói thật mà hoàn toàn không lừa chủ nhân đâu. Hừ, đợi về tôi sẽ xử lý anh thật nặng. Xong rồi. Nữ tài phiệt lại giận nữa rồi, nhưng mà xử lý. Ha ha, vậy thì xử lý đi. Dù sao cũng chỉ là đôi co tình cảm thôi. Tan học xong thì về nhà ngay. Nửa giây cũng không được nán lại bên ngoài. Nếu 6 giờ mà tôi không thấy anh, ngày mai anh đừng mong ra khỏi nhà. Chớp mắt đã đến giờ tan học, Trần Vũ thậm chí không ăn cơm ở căng tin, chỉ vội vã chạy ra bãi đậu xe. Nhưng vừa đến gần bãi đậu xe, lập tức đứng chết chân cả bên trong lẫn bên ngoài đều toàn là sinh viên lối ra bị chặn kín thậm chí cả bảo vệ trường cũng đang đứng đó duy trì trật tự trần vũ tiến lại gần hơn điều anh đoán đã được chứng thực chiếc xe kyron xanh lộng lẫy của anh đã bị đám sinh viên trẻ biến thành điểm tham quan xem ra lái bugatti kyron vẫn quá phô trương rồi ngày mai phải đổi sang chiếc xe bình thường hơn chút mclaren p một có lẽ là vừa đủ ở bên ngoài đám đông còn thấy tô ngưng điệp và bạn thân của cô ta tô ngưng điệp mặc váy ngắn jica đôi chân dài thẳng tắp trắng muốt thu hút ánh nhìn cả hai dường như tỏ ra không quan tâm đến những gì đang diễn ra trong bãi xe thẩm phái hàm chỉ tập trung chụp ảnh cho tô ngưng điệp với đủ kiểu tạo dáng nhưng với người hiểu rõ tô ngưng điệp như trần vũ làm sao anh không nhận ra con cáo này đang tính toán điều gì trong đầu trần tiên sinh để bảo vệ đôi mắt của ngài khỏi bị liễu tổng móc ra tôi khuyên ngài đừng nhìn nữa bên tai trần vũ bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp quay đầu nhìn lại hóa ra là vệ sĩ cao tuấn cao lão ca anh không nhìn thấy ánh mắt thù hận của tôi dành cho cô ta sao dù là thù hận thì cũng không được sự chiếm hữu của liễu tổng rất mạnh mẽ huống hồ người ngài đang nhìn lại là tô ngưng điệp nghe vậy trần vũ không nói nên lời với tính cách bệnh kiều của liễu hi vi cô ấy thật sự có thể làm ra chuyện đó xin lỗi xin lỗi làm ơn nhường đường cảm ơn trần vũ bắt đầu bước vào bãi đậu xe mỗi bước đi đều có sinh viên chắn trước mặt điều này khiến trần vũ buộc phải nhắc nhở thấy trần vũ đi thẳng tới chiếc kyron vài sinh viên lập tức hét lên phản đối này anh bạn, nếu muốn chụp ảnh với Kyron, mời xếp hàng ở phía sau. Soái ca. Sinh viên chúng ta không thể thiếu văn hóa như vậy chứ. Nhưng Trần Vũ không thèm bận tâm. Trong ánh mắt của mọi người, anh đi thẳng đến trước đầu xe Kyron, rồi mở cửa bước vào xe. Trời ơi, chàng trai đẹp trai này chính là chủ xe Kyron sao? Trẻ quá, không lẽ là sinh viên năm nhất? Thật muốn đến xin thông tin liên lạc, nhưng lại sợ bị từ chối. Cuộc đời thật không công bằng. Người ta 20 tuổi đã lái Kyron, còn tôi vẫn đi xe buýt 2 đồng dường như tôi thấy các nữ sinh ma đại sắp được nhận tin vui rồi tất nhiên người ngạc nhiên nhất trong đám đông là trương vĩ cậu ta ánh mắt đỏ ngầu nắm chặt tay trần vũ đồ khốn cậu giấu chuyện mình là con nhà giàu với người khác thì thôi đi ngay cả anh em thân thiết như tôi cũng bị cậu lừa cậu theo đuổi tôi ngưng điệp mà không có tiền ăn đã ăn nhờ tôi biết bao nhiêu bữa vậy mà cậu lại đối xử với anh em như thế này đừng ngẩn ngơ nữa lên xe đi khi xe chạy qua trương vĩ trần vũ mở cửa ghế phụ ra đôi mắt trương vĩ lập tức sáng rực lên quả nhiên vẫn là người anh em tốt của tôi không hề tỏ ra kiểu cách của dân nhà giàu trần vũ cậu giấu chuyện mình là thiếu gia nhà giàu ngay cả với tôi à chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi sao chiếc xe này là do một nữ tài phiệt tặng tôi bố tôi chẳng phải đại gia gì đâu trần vũ thành thật giải thích tôi chẳng tin một chữ nào cậu nghĩ mình là nam chính trong tiểu thuyết à con nữ tài phiệt gì chứ làm gì có nữ tài phiệt nào thiếu não như thế tin hay không tùy cậu trần vũ nói trong bất lực rồi đạp mạnh chân ga tăng tốc, trên bãi cỏ ngoài kia, thấy Kyron bắt đầu chuyển động, đang tiến về phía mình. Tô Ngưng Điệp đang tạo dáng chụp ảnh với đủ kiểu làm màu, lập tức trở nên căng thẳng. Phái hàm, chủ xe Kyron đang đến. Tô Ngưng Điệp dùng khóe mắt dán chặt vào chiếc Kyron xanh, cô cố kiềm chế ham muốn đến gần tán tỉnh. "Tôi thấy rồi, chị em, chúng ta cứ giả vờ như không quan tâm đến anh ta." Chủ động đưa tới cửa, lớn lên có xinh đẹp hơn nữa cũng có vẻ mất giá. "Chúng ta tiếp tục chụp ảnh là được." với danh hiệu hoa khôi ma đại của cậu cùng với eo thon chân dài đàn ông có tiền nào mà không bị cậu làm cho mê mẩn chứ ừm ừm tôi biết rồi tô ngưng điệp hớn hở gật đầu nhìn thấy xe tiến lại gần cô ngày càng sát để tăng cơ hội được chủ xe kyron đến tán tỉnh tô ngưng điệp còn cố ý kéo váy ngắn lên thêm một chút nhưng ngay lúc đó trần vũ bất ngờ tăng tốc chiếc kyron xanh nhanh chóng như một tia chớp xanh chỉ trong nháy mắt đã lao qua bãi cỏ nơi tô ngưng điệp đứng rồi đi xa cả trăm mét bên trong xe Trương Vĩ cảm thấy sức ép lưng ghế đẩy mạnh tới, sợ hãi la lớn, "Cậu làm gì vậy? Cậu định đi báo cáo với Diêm Vương sao? Chạy xe nhanh vậy." Vừa dứt lời, tốc độ xe đã chậm lại, Trần Vũ lẩm bẩm đầy khó chịu, "Vị trí vừa rồi có gì đó không sạch sẽ." Nhìn thật trướng mắt, những thứ bẩn thỉu. Trương Vĩ quay đầu lại nhìn, lập tức hiểu ra, "Cậu đang nói Tô Ngưng Điệp à?" Chứ còn gì nữa? Trần Vũ nhếch môi, "Trần Vũ, cậu làm tốt lắm." Trương Vĩ vỗ mạnh vào vai anh, "Tôi biết mà, cậu không ngốc." trước đây giả làm kẻ nghèo khổ theo đuổi cô ta chỉ để xem cô ta có phải là kẻ đào mỏ không tôi đoán có đúng không cậu chỉ đúng một nửa trước đây tôi không có giả nghèo trước khi gặp nữ tài phiệt bệnh kiểu đó tôi thật sự là nghèo mà trên bãi cỏ xanh tôi ngưng điệp hoàn toàn sững sờ xe không dừng lại cô suýt nữa thì vỡ mộng ngay tại chỗ chẳng lẽ anh ta không thấy chúng ta sao thẩm phái hàm lẩm bẩm nhỏ cũng với vẻ mặt không thể tin nổi cậu nói đúng đấy phái hàm anh ta chắc chắn không thấy chúng ta vừa nãy xe chạy nhanh như thế chắc chủ xe kyron chỉ tập trung vào xem tình hình trên đường đi dù có nhìn thấy chúng ta thì cũng chỉ là hai cái bóng thôi anh ta đâu biết tô ngưng điệp tôi xinh đẹp đến mức nào thẩm phái hàm kinh ngạc hỏi vậy chúng ta có đuổi theo không không cần vất vả thế anh ta vừa lái xe đi chắc chắn có không ít sinh viên đã nhìn thấy chúng ta cứ tìm một người hỏi thăm tìm hiểu rõ tình hình sau này còn nhiều cơ hội chưa kịp để bạn thân trả lời tô ngưng điệp đã nhảy ngay đến trước mặt một anh chàng đeo kính anh ta là một nam sinh hiền lành lễ phép chào hỏi chào học trưởng nam sinh đeo kính đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt tô ngưng điệp học học muội tìm tôi có chuyện gì chuyện là thế này học trưởng vừa rồi người lái xe kyron không biết anh có quay được video lúc anh ta lên xe không tô ngưng điệp đầy mong đợi mặt nam sinh đeo kính lộ ra vẻ thất vọng anh ta cứ tưởng cô bé xinh xắn dễ thương này đến để xin số điện thoại của mình hóa ra lại là vì chủ xe kyron tôi có quay một đoạn chàng trai đó còn rất trẻ không kém gì đàn em chắc là sinh viên năm nhất tô ngưng điệp nói cảm ơn rồi cầm điện thoại mở đoạn video lên video không dài chỉ khoảng 10 giây nhưng khi nhìn thấy trong video mặc một thân bộ đồ louis vu tông giả thản nhiên bước vào xe cô lập tức kinh ngạc sao sao có thể như vậy thẩm phái hàm cũng chạy đến ngưng điệp anh ta đẹp trai không có phải học trưởng khóa trên không chúng ta có quen không tô ngưng điệp không nói gì chỉ đưa điện thoại cho bạn thân Cầm phái hàm xem xong cũng sững sờ bước đi loạn trọng trần vũ sao có thể là trần vũ ở một phía khác vì trương vĩ không tin chiếc xe là của nữ tài phiệt tặng cậu ta bắt trần vũ dẫn đi gặp nữ tài phiệt nên trần vũ dẫn cậu ta đến khu biệt thự cẩm tú sơn trang nơi mà liễu hy vi sống khi đến nơi trương vĩ lập tức đứng sững sờ ôi mẹ thật tuyệt đây là cẩm tú sơn trang mỗi căn nhà ở đây ít nhất cũng phải trên 10 triệu nhanh lên gặp xong thì đi ngay trần vũ xuống xe kéo trương vĩ đi theo nhưng khi đến cổng biệt thự nhập mật mã chuẩn bị mở cửa bảo vệ cao tuấn đưa tay ngăn lại trần tiên sinh liễu tổng không thích người lạ vào khu vực riêng tư của cô ấy nếu không muốn cô ấy nổi giận tôi nghĩ ngài nên để bạn học này về đi không thích người lạ vào khu vực riêng tư cô ấy có chứng bệnh sạch sẽ hay sao trần vũ liền hỏi tiếp nếu tôi đưa chứng vĩ vào thì sao sẽ xảy ra chuyện gì cao tuấn ghé sát tai trần vũ thì thầm cô ấy sẽ bắt trần tiên sinh quỳ xuống như một con chó liếm sạch sàn nhà đến khi không còn chút bụi nào liếm cho đến khi sạch bong nghe vậy mặt trần vũ tái mét đây đâu còn là bệnh kiều nữa đúng là biến thái rồi điều đáng sợ là trần vũ thật sự tin liễu hi vi có thể làm điều đó có vẻ như gặp nữ tài phiệt phải hẹn dịp khác nhưng ngay khi trần vũ định tiễn trường vĩ về cánh cổng lớn sang trọng của biệt thự bất ngờ mở ra chính liễu hi vi là người mở cửa cô đừng đó khi chất lạnh lùng bá đạo của cô tỏa ra rõ rệt gây áp lực vô cùng liễu vì có người lạ gọi là chủ nhân không tiện nên trần vũ mở miệng gọi cô là liễu tổng liễu gì mà liễu gọi là vợ liễu hi vi lập tức ngắt lời chỉnh lại nghe vậy trần vũ liền cười gọi vợ yêu không phải chứ trần vũ cậu thật sự bám vào nữ tài phiệt rồi à vậy mà còn trẻ thế này trẻ thôi đã đành còn xinh đẹp và có khí chất như vậy làm sao người ta sống nổi nữa trương vĩ nghe thấy từ vợ mà trần vũ gọi trong lòng dâng trào ghen tị và hận thù tiểu tử này số tốt quá rồi a à. liễu hi vi mang giày cao gót bước đến cô ấy ôm lấy tay Trần Vũ, tựa đầu vào vai anh, rất thân mật. Cương à, vợ đang ở đây. Liễu Hi Vi sau đó quay sang nhìn Trương Vĩ. Anh chàng đẹp trai này là bạn học của chồng à. Trương Vĩ căng thẳng, vội vàng gật đầu. Tôi, tôi, Cao Tuấn, anh còn đứng đó làm gì? Không thấy chồng tôi và khách đến sao? Còn không nhanh chóng mời người vào pha trà tiếp đãi. Liễu Hi Vi quắc mắt nhìn Cao Tuấn quát lớn. Cao Tuấn lập tức bối rối. Liễu Tổng, không phải ngài đã nói. Im miệng, liễu hi vi cắt ngang lời cao tuấn một cách mạnh mẽ làm gì thì làm đi lắm lời quá không muốn làm nữa à cao tuấn trong lòng cực kỳ sốc liễu tổng luôn ghét người lạ vào khu riêng tư của cô ấy nếu cao tuấn không có chút quan hệ máu mủ với liễu tổng thì dù anh ta có muốn vào biệt thự của liễu tổng cũng là điều không bao giờ xảy ra bạn học trường vĩ ngồi trong phòng khách đợi một lát tôi và chồng tôi có chuyện cần bàn chúng tôi sẽ vào phòng nói chuyện sau khi xong sẽ ra tiếp cậu lúc này trần vũ chợt cảm thấy không ổn một khi đã ở riêng với nhau, với tính cách bệnh kiều của Liễu Hi Vi, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua cho mình. Không phải chứ? Người lạ vẫn còn ở đây mà, có cần vội vàng vậy không? Đợi họ đi rồi mới bắt đầu cũng chưa muộn mà. Bây giờ đâu phải nửa đêm đâu. Trần Vũ thầm hét lên trong lòng. Vài giây sau, vừa bước vào phòng ngủ, anh còn chưa kịp phản ứng, Liễu Hi Vi đã đóng cửa khóa trái lại. Khuôn mặt dịu dàng hiền thục ba nãy ngay lập tức thay đổi như lật sách. Một bàn tay ngọc ngà với tốc độ xét đánh. Nhanh như chớp khóa chặt hai cổ tay anh, nâng lên cao, rồi ghi chặt vào tường, cả người cô cũng áp sát vào, dính chặt vào ngực anh. Chuỗi động tác nhanh gọn này, trong 4 năm Liễu Hi Vi theo đuổi Trần Vũ ở kiếp trước, đã sử dụng không ít lần, dù Trần Vũ đã rất quen với những động tác này, nhưng vẫn không thể nào phản kháng, vì dù là sức mạnh hay tốc độ, Liễu Hi Vi đều vượt xa anh. Dù có phản kháng thế nào cũng vô ích. Liễu Hi Vi lạnh lùng nói, "Hôm nay ra ngoài, cô gái khát máu tán tỉnh và chụp hình chung." Tôi có thể coi như không thấy, nhưng khi tình cờ gặp Tô Ngưng Điệp, đã nhìn cô ta 3,96 giây, hành động phản bội này anh phải trả giá. Còn lúc tan học ở bãi đậu xe, anh lại không chịu được mà nhìn cô ta, hơn nữa lần này nhìn hẳn 11,46 giây, rõ ràng đã nói rằng sẽ làm người đàn ông của tôi, suốt đời chỉ trung thành với Liễu Hi Vi tôi. Vậy mà kết quả thế nào, anh vẫn còn tình cảm với tiện nhân đó. Trần Vũ vội vàng lên tiếng giải thích, "Liễu tổng, gọi chủ nhân." Liễu Hi Vi với vẻ mặt lạnh như băng Nghe vậy Trần Vũ lập tức sửa lời. Chủ nhân, chuyện không như nghĩ đâu. Vậy là như thế nào? Cô ta mặc váy ngắn. Anh nhìn cô ta đến 11,46 giây. Chẳng lẽ không có chút suy nghĩ nào sao? Anh nghĩ liễu hi vi tôi có thể tin được sao? Oan quá, chủ nhân. Tôi thật sự không hề nhìn chân cô ta. Hơn nữa, chân cô ta sao đẹp bằng chân của chủ nhân được? Chân chủ nhân mới là tuyệt phẩm. Nghe vậy, liễu hi vi bật cười lạnh lùng. Vậy tại sao vẫn nhìn cô ta mười mấy giây? Trần Vũ nghiến răng, là vì tôi ghét cô ta. Ghét cô ta là kẻ trà xanh. Khiến tôi lãng phí quá nhiều công sức vào cô ta. Tôi không tin. Liễu Hi Vi nói rồi bóp chặt cầm Trần Vũ. Cổ nhân từng nói, hận càng đậm, tức yêu càng sâu. Anh luôn miệng nói ghét. Biết đâu một ngày lại biến thành yêu. Rồi bỏ rơi tôi. Lao vào vòng tay của tiện nhân đó. Mẹ ơi! Cô gái bệnh kiều này thiếu cảm giác an toàn đến mức nào vậy? Đáng tiếc là Trần Vũ không biết rõ Liễu Hi Vi. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua những gì. Nếu không, Trần Vũ đã có cách chữa trị rồi tôi sẽ không rời bỏ cô tuyệt đối không trừ khi tôi chết ánh mắt trần vũ kiên định nhìn liễu hi vi liễu hi vi tôi không tin những lời nói xuông tôi chỉ nhìn vào hành động thực tế liễu hi vi vẫn lạnh lùng nói hành động phải không được thôi ngay lập tức trần vũ hôn cô nhưng kỹ thuật hôn của anh vẫn vụng về và thô bạo như mọi khi chẳng có chút kỹ năng nào cả hai phút rưỡi sau liễu hi vi mạnh mẽ đẩy trần vũ ra đồng thời lùi lại hai bước ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô bắt chéo chân giọng nói cứng rắn lại đây, tháo giày cao gót cho tôi. Trần Vũ biết cô sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy, nhanh chóng tiến lại gần cúi người xuống, cầm lấy đôi giày cai ngục đó. Lúc này trong phòng khách, Trương Vĩ ngồi trên ghế sofa, uống một ly bích loa xuân hảo hạng, thật ghen tị với Trần Vũ. Đúng là gặp may rồi, không biết kiếp trước tích được đức gì, nhưng bỏ Tô Ngưng Điệp để lao vào vòng tay của nữ tài phiệt, đó cũng là một điều tốt. Cao lão ca, Liễu tổng và Trần Vũ khi nào họ mới ra vậy? Trương Vĩ quay sang hỏi Cao Tuấn, bạn học Trương Vĩ, cậu đừng trách lão ca nói thẳng thật ra liễu tổng của chúng tôi vốn không muốn gặp cậu ngay cả tôi cô ấy cũng mong tôi rời đi sớm cô ấy chỉ muốn ở riêng với trần tiên sinh thôi vì họ vẫn đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy nên trương vĩ nghe đến đây chắc cậu hiểu ý lão ca rồi chứ trương vĩ bừng tỉnh uống cạn ly bích loa xuân cảm ơn lão ca đã nhắc nhở nếu đây là thời gian riêng tư của liễu tổng và trần vũ thì tôi sẽ không làm phiền nữa tôi xin phép đi trước cao tuấn cũng đứng dậy cười nói lão ca tiễn cậu một giờ sau trong phòng trần vũ nhìn liễu hi vi đang nằm yên bất động trong vòng tay vì cô quá đẹp anh cứ nhìn đến ngây người lúc này trần vũ thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của cô sự bình yên và hạnh phúc trên khuôn mặt cô đó là điều mà kiếp trước anh chưa từng thấy khiến anh một lần nữa có cảm giác muốn hiểu rõ hơn về cô tại sao cô ấy lại yêu mình như vậy từ nhỏ đến lớn cô ấy đã trải qua những gì khối tài sản khổng lồ mà cô ấy có được đã phát triển ra sao cô ấy thích gì ghét gì Tất cả những điều này mình đều muốn hiểu rõ. Chủ nhân, đã ngủ chưa?" Trần Vũ khẽ hỏi. Liễu Hi Vi lắc đầu. "Đừng động đậy, ngoan ngoãn nằm yên, chó con phải ngoan ngoãn thì chủ nhân mới mãi yêu." "À đúng rồi chủ nhân. Sinh nhật là khi nào vậy?" Trần Vũ hỏi tiếp. Nghe vậy, Liễu Hi Vi từ từ mở mắt. "Sao nào? Chó con muốn tặng quà sinh nhật cho chủ nhân à?" Thấy Trần Vũ khẽ gật đầu, Liễu Hi Vi vuốt nhẹ đầu anh. "Ngày mai là sinh nhật của tôi." Cô nói xong rồi lại nhắm mắt ngày mai là sinh nhật của cô ấy sao lại trùng hợp thế nhỉ trần vũ thì thầm một câu rồi hỏi chủ nhân có định tổ chức tiệc lớn không trần vũ nghĩ mình nên hỏi rõ chuyện này nếu tổ chức lớn thì phải mua món quà xứng tầm còn nếu đơn giản thì tạm tặng món quà rẻ tiền trước sau này khi kiếm được nhiều tiền sẽ bù lại sau liễu hi vi lắc đầu không muốn chỉ muốn ở bên cạnh chó con ngọt ngào bên nhau chỉ cần tình cảm chân thành là đủ rồi ừ hiểu rồi trần vũ gật đầu liễu hi vi không trả lời thêm một giờ nữa trôi qua hai người vẫn ôm chặt lấy nhau trần vũ hôn nhẹ lên liễu hi vi cô không phản ứng anh bóp bóp nhẹ cô cũng không có phản ứng rồi thổi nhẹ vào tay cô cũng chẳng thấy động tĩnh gì có vẻ cô ấy đã ngủ thật rồi vì thế trần vũ thì thầm bên tay cô lão bà đại nhân chủ nhân nữ tài phiệt bộ não tình yêu vừa ngóc của tôi trần vũ bỗng trở nên nghiêm túc liễu hi vi anh yêu em anh thật sự rất yêu em dù chỉ vài ngày trước anh còn theo đuổi Tô Ngưng Điệp, như thể không có cô ta thì anh không thể sống nổi. Giờ bỗng nói yêu em, em có thể nghĩ đó là giả dối, nghĩ rằng anh chỉ vì tiền của em, nhưng anh không thể móc tim mình ra để chứng minh rằng anh thật sự yêu em, nhưng xin em tin anh, từ nay về sau, trong mắt anh sẽ không có người phụ nữ nào khác. Tất nhiên, nếu thời gian trôi qua, em cảm thấy chán ngán anh, mất hứng thú, rồi đá anh đi, tìm người đàn ông khác, thì lúc đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi trần vũ nói một chàng dài nhưng liễu hi vi vẫn không có phản ứng anh thử gỡ tay cô ra nhưng cô mềm như bùn người cô nghiêng tới sắp ngã xuống đất may mà trần vũ phản ứng nhanh ôm lấy cô ngủ say thế này chắc là làm việc vất vả quá rồi trần vũ thì thầm một câu rồi nhẹ nhàng bế cô lên và đặt xuống đắp chăn cẩn thận cho cô đột nhiên bụng trần vũ réo lên không biết trong tủ lạnh có món gì ngon không trần vũ mở cửa phòng ngủ thấy một người quen chính là cao tuấn anh ta đang dùng lò vi sóng bên cạnh là vài món ăn đã được hâm nóng trần vũ nhìn qua vẫn là mấy món bổ dưỡng quen thuộc trần tiên sinh nghe thấy tiếng bước chân cao tuấn quay lại mỉm cười với anh chăm sóc liễu tổng lâu thế chắc là cậu đói rồi từ miệng cao tuấn khi anh ta nói từ chăm sóc trần vũ cảm thấy hơi lạ trần tiên sinh phải ăn thêm nhiều món bổ thận nếu không khi liễu tổng thức dậy cậu sẽ phải khổ sở đấy cao tuấn cười nhắc nhở à đúng rồi trần tiên sinh ngày mai là sinh nhật của liễu tổng cô ấy có nói với cậu chưa chưa nhưng lúc nãy trong lúc làm gì đó tôi đã hỏi trước cô ấy cũng đã nói với tôi rồi vậy cậu mai còn đi học không cao tuấn cười hỏi không đi tôi sẽ tìm cớ xin nghỉ một ngày để ở bên vợ để cô ấy không còn cảm giác bất an sợ rằng tôi sẽ còn chạy theo tô ngưng điệp nữa cao tuấn có thể thấy trần vũ rất phản cảm với tô ngưng điệp nhưng không biết điều đó là thật hay chỉ giả vờ hắn cũng không thể xác định được cao lão ca đừng ngẩn ra nữa truyền cho tôi chút kinh nghiệm đi sinh nhật những năm trước của Hi Vi thường tổ chức thế nào? Cô ấy thích quà gì? Câu hỏi này làm Cao Tuấn bối rối, một lúc lâu mà vẫn chưa trả lời được. Thấy vậy, Trần Vũ nhớn mày nói, đừng nói với tôi là, cô ấy chưa từng tổ chức một buổi sinh nhật ra trò nhé. Trần Tiên Sinh, quả thật đúng như cậu nghĩ. Liễu Tổng 10 tuổi đã được gửi ra nước ngoài học, mãi đến 22 tuổi mới trở về. Trong ấn tượng của em họ xa như tôi, sinh nhật cô ấy hình như chưa bao giờ tổ chức. Ngay cả bánh sinh nhật cũng chưa từng thấy cô ấy mua. Trần Vũ ngạc nhiên, không thể nào thật sự chưa từng tổ chức sinh nhật sao có lẽ liễu hi vi trong gia đình cũng không được bố mẹ quan tâm không lạ gì khi trong ánh mắt cô ấy luôn có chút cô đơn và thất vọng cao tuấn tiếp tục nói có một lần tôi muốn tổ chức sinh nhật cho liễu tổng tôi đã bỏ ra năm nghìn để mua một chiếc bánh bảy tầng nhưng vừa mang từ xe xuống chưa kịp nói gì bánh đã bị cô ấy giật lấy không do dự ném mạnh xuống đất rồi mắng tôi nói nếu có lần sau thì hãy cút ra khỏi cô ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa vậy liễu tổng có đồng ý để cậu tổ chức sinh nhật cho cô ấy không cao tuấn tò mò hỏi trần vũ khuôn mặt đầy hiếu kỳ cô ấy đã tự miệng nói với tôi rằng ngày mai là sinh nhật chắc chắn sẽ không từ chối đâu trần vũ cười đáp rồi bước tới vỗ vai cao tuấn cao lão ca đừng suy nghĩ nhiều nữa khi anh thực sự yêu một người phụ nữ anh sẽ hiểu hết thôi ai cho phép anh ra ngoài bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau cả người trần vũ run lên không phải chứ sao lại tỉnh dậy nhanh thế khi tôi bóp nhẹ em em ngủ như hàng Nga, không hề phản ứng. Vậy mà tôi chỉ vừa lẻn ra ngoài một chút đã tỉnh rồi. Chẳng lẽ tôi là thuốc mê của em à, Liễu Hi Vi? Đừng giận chủ nhân, tôi sẽ quay lại ngay để dỗ người ngủ. Trần Vũ vội vàng quay lại, nhưng bị Cao Tuấn kéo lại, ghé vào tai Trần Vũ thì thầm. Những lời vừa rồi phải giữ bí mật giúp tôi nhé. Tuyệt đối đừng kể cho Liễu Tổng. Sau này lão ca mời cậu đi ăn nướng. Trần Vũ ngớ người một chút, rồi bước tới bên cạnh Liễu Hi Vi. Chưa kịp mở miệng, Liễu Hi Vi đã tựa vào lòng anh thổi nhẹ vào tai anh giọng điệu nũng nịu đứng lâu làm đau chân quá biết phải làm gì rồi chứ chó con hiểu rồi ngay lập tức chân vũ bế cô lên bằng cả hai tay liễu hi vi mỉm cười rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh sau đó cô quay đầu nhìn cao tuấn còn đứng đó làm gì làm bóng đèn thú vị lắm à cút mau cao tuấn sợ hãi không dám nắn lại thêm dây nào chạy ngay lập tức vừa nãy chủ nhân có hơi hung dữ chó con có bị dọa không liễu hi vi nâng cầm anh lên và hỏi cũng không sao đâu vì người bị mắng không phải là tôi mà trần vũ cười nhẹ nhưng thực sự trong lòng đang run rẩy trời ơi nữ tài phiệt này thay đổi tính cách nhanh quá một giây trước vừa mới nhẹ nhàng dịu dàng với mình một giây sau trở lại dáng vẻ của một nữ tổng tài quyền lực không sợ là tốt rồi liễu hi vi vừa nói vừa vút ve đầu anh một cách cương chiều trời đã tối chủ nhân nên nghỉ ngơi thôi chúng ta vào phòng đi vào đến phòng trần vũ định đặt liễu hi vi xuống nhưng đôi môi đỏ mọng của cô đã áp sát vào tai anh chó con chủ nhân còn chưa tắm rửa đâu tắm rửa thì ra nữ tài phiệt bệnh kiều này cũng biết làm nũng chỉ là cách làm nũng này có hơi bá đạo khi tắm gương mặt không trang điểm của liễu hi vi không còn vẻ sắc sảo của một quý cô thành thị mà thay vào đó là nét dễ thương trong sáng chân vũ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến tột cùng ấy không kiềm được mà khen ngợi thật đẹp rồi anh hôn lên chán cô lúc này liễu hi vi lại ngủ thiếp đi ngực chân vũ vẫn cảm nhận được nhịp thở ấm áp của cô ấm áp và khiến anh cảm thấy ngứa ngáy không biết Trần Vũ tôi đã gặp may mắn gì, mà có thể được Liễu Hi Vi để mắt đến, cảm giác cứ như đang mơ vậy. Trần Vũ lại cảm thán. Ngay lúc đó, điện thoại trên kệ đựng đồ vang lên. Trần Vũ cầm điện thoại lên nhìn, là một số lạ, đầu số là của thành phố này, không có tên lưu trong danh bạ. Chẳng lẽ là người nhà của Liễu Hi Vi? Trần Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy. "Liễu tiểu thư, đây là lần thứ 36 tôi mua số điện thoại mới rồi, cô có thể đừng chặn tôi nữa được không? Xem như Tống Lâm An tôi van cầu cô." giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên có vẻ là một đàn ông trẻ nhưng chỉ qua một câu nói trần vũ cảm nhận được rõ ràng khí chất của một con chó liếm cầu xin dĩ nhiên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên nữ tài phiệt bệnh kiều này xinh đẹp và giàu có như vậy thì làm gì thiếu người theo đuổi nếu không thì chẳng phải cánh đàn ông cũng giống như mình kiếp trước đều mù hết sao này anh bạn liễu tiểu thư đã có chồng rồi tốt nhất là nên từ bỏ mà tìm một người khác đi trần vũ khuyên một cách chân thành tống lâm an lập tức kinh ngạc anh anh là ai? Đây chẳng phải là điện thoại của Liễu Tiểu thư sao? Sao lại là một gã đàn ông nghe máy? Chẳng lẽ tôi gọi nhầm số rồi? Ngừng lại 2 3 giây, Tống Lâm An lại kích động nói tiếp. Rốt cuộc anh là ai? Đây rõ ràng là số của Liễu Hi Vi. Anh và Liễu Tiểu thư có quan hệ gì? Quan hệ gì à? Nghe vậy, Trần Vũ bật cười. Cô ấy là vợ tôi. Hiện giờ cô ấy đang ở trong vòng tay tôi. Chúng tôi vừa chơi vài trò xong, anh nói xem tôi và cô ấy có quan hệ gì nữa? Không, không thể nào điều đó hoàn toàn không thể. Tống Lâm An ban đầu hét lên kích động, sau đó lại cười khẩy. Lão đệ, đừng tưởng tôi không biết, cậu bị Liễu Hi Vi xúi dục để nói vậy chứ gì? Muốn dùng mánh khóe trẻ con này để khiến tôi bỏ cuộc? Cậu nghĩ tôi dễ mắc lừa vậy sao? Tình yêu của tôi dành cho Liễu Hi Vi vượt xa cả sự tưởng tượng của cô ấy, trừ khi tôi tự mắt chứng kiến. Nếu không thì dù có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không bỏ dở giữa chừng. Đúng là một kẻ si tình cố chấp, lại còn si tình đến mức tự tìm lý do cho mình. Trần Vũ lập tức lạnh lùng đáp trả để anh xem tôi và liễu hi vi chơi trò chơi à anh nghĩ hay thật đấy tống lâm an lo lắng đến phát điên vậy anh đưa điện thoại cho liễu hi vi để cô ấy tự nói với tôi điều đó không khó nhỉ vì một người phụ nữ chẳng có chút hứng thú với mình mà lại cứ cố chấp tự lừa dối bản thân như vậy cần gì phải làm vậy chứ là người từng trải trong lòng trần vũ không khỏi cảm thán tất nhiên điều đó không khó nhưng tôi và hi vi đang tắm bồn cùng nhau cô ấy mệt quá nên tựa vào người tôi ngủ mất rồi tôi chẳng nỡ đánh thức cô ấy ha ha lại còn nói đang tắm trong bồn nữa nghe cứ như thật vậy tống lâm an cười nhạt đầy khinh thường rõ ràng không tin lời trần vũ tin hay không tùy anh dù sao thì tôi cũng đã nói thế rồi anh đừng làm phiền vợ tôi nữa nếu không đừng trách tôi ra tay nói xong trần vũ định cúp máy nhưng ngay lúc đó một bàn tay ngọc ngà đột nhiên vươn ra từ trong bồn tắm rồi ngay lập tức giật lấy điện thoại trong tay anh giây tiếp theo giọng nói lạnh băng của liễu hi vi vang lên tống lâm an tôi nói cho anh biết người đàn ông của tôi anh con chẳng bằng một sợi tóc của anh ấy." Nói xong, cô lập tức cúp máy, rồi chặn luôn số của Tống Lâm An. Cứ như thể chỉ cần nói thêm một từ với Tống Lâm An, cũng là một cực hình với cô vậy. Ném điện thoại sang một bên, Liễu Hi Vi ôm chặt lấy Trần Vũ. "Nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Ôm tôi nhanh lên." Phải thừa nhận rằng, thân hình của Liễu Hi Vi thật sự quá quyến rũ. Chỉ cần ôm nhau thôi, cũng đủ mang lại cảm giác tuyệt vời khó tả. Đúng lúc này, tại một căn biệt thự sang trọng thuộc Cẩm Tú Sơn Trang, Tống Lâm An ngồi trên ghế sofa cúi đầu im lặng. Câu nói cuối cùng của Liễu Hi Vi trước khi cúp máy, nói rằng bản thân không bằng một sợi tóc của người đàn ông kia, đã khiến Tống Lâm An vô cùng tổn thương. Anh ta không thể chấp nhận, người phụ nữ mà mình luôn cho rằng không để mắt đến bất cứ người đàn ông nào, không biết từ khi nào, lại bí mật có người trong lòng. Theo như mình biết về cô ấy, cô ấy nổi tiếng là ghét đàn ông. Những người đàn ông cô ấy tiếp xúc, ngoài bảo vệ Cao Tuấn là em họ của cô ấy thì không còn ai khác, chỉ vì Cao Tuấn là em họ, cô ấy mới không phản cảm nếu là người khác ngay cả khi đó là một ngôi sao nổi tiếng đứng trước mặt cô liễu hi vi cũng sẽ không thèm nhìn một cái chắc chắn là giả đó là liễu hi vi mà cô ấy sở hữu tài sản ít nhất là trăm tỷ kiểu đàn ông nào cô ấy chẳng tìm được ngay cả những ngôi sao hàng đầu nếu muốn theo đuổi cô ấy dù có muốn làm chó của cô ấy cũng phải xem tâm trạng của cô ấy sao cô ấy có thể tùy tiện chọn một người đàn ông được không mình không thể bị lừa tốt nhất là thấy tận mắt mới tin đúng lúc ngày mai là sinh nhật của liễu hi vi cũng có cái cớ hợp lý để đến gặp cô ấy. Ở một nơi khác, Liễu Hi Vi đang kiểm tra điện thoại của Trần Vũ, thấy có một người tên là Tô Ngưng Điệp trong danh bạ. Từ 8 giờ tối, đã gửi liên tục cho Trần Vũ 7 8 tin nhắn, mà Trần Vũ không trả lời tin nào, thật không biết xấu hổ. Con tiểu tiện nhân này. Trần Vũ vuốt tóc Liễu Hi Vi, rồi nhẹ nhàng nói, hay là xóa cô ta đi, để khỏi bị cô ta quấy rầy mãi. Xóa cô ta chó con không đau lòng chứ? Liễu Hi Vi nhìn Trần Vũ với ánh mắt đầy thách thức, rõ ràng là đang thử lòng anh, hoàn toàn không tôi vui còn không kịp ấy chứ tô ngưng điệp có nhảy lầu ngay đêm nay cũng được ra đường bị xe đụng uống nước bị sặc tôi còn phải vỗ tay khen hay lúc này trong ký túc xá nữ ma đại tô ngưng điệp trông buồn bã dầu dĩ nhìn có vẻ đang chăm chú vào màn hình máy tính làm bài tập nhưng thực ra ánh mắt cô không ngừng liếc về phía chiếc điện thoại bên cạnh không biết cô mong chờ đến mức nào trần vũ sẽ nhắn lại một tin quả nhiên đàn ông có tiền là sẽ thay lòng mấy ngày trước còn hứa chắc như đinh đóng cột dù sau này có kiếm được hàng tỷ cũng sẽ mãi yêu thương, chiều chuộng tôi. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ cần lái chiếc Bugatti Chiron, là trong lòng anh ta chẳng còn chỗ cho Tô Ngưng Điệp tôi nữa rồi. May mà những tin nhắn tôi gửi đều chỉ là anh có ở đó không, không làm mất giá trị của mình. Nếu không, trông tôi sẽ thật dễ dãi. Dù đàn ông có nhiều tiền đến đâu, nếu không thể để tôi điều khiển và ra lệnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngưng Điệp, cậu nghĩ chiếc Chiron đó có phải của Trần Vũ không? Khi về đến ký túc xá, câu hỏi này Thẩm Phái Hàm đã hỏi ít nhất 10 lần. Phái Hàm mình vẫn giữ nguyên quan điểm. Chiếc siêu xe 60 triệu, cậu nghĩ ở trong nước có gara nào cho thuê được không? Tô Ngưng Điệp tin chắc rằng Trần Vũ là một đại gia ngầm. Đó là quan điểm của cô, nhưng quan điểm này không được thẩm phái hàm chấp nhận. Cô không thể tin nổi. Trần Vũ, người đã theo đuổi bạn thân cô suốt 4 năm, lại là một thiếu gia nhà giàu. Mặc dù cô không muốn bạn thân mình bị kẻ nghèo quấy rầy, nhưng cũng không muốn cô ấy gặp vận may đến thế. Lúc này, Tô Ngưng Điệp đột nhiên chuyển chủ đề. Hay là chúng ta hỏi Trương Vĩ? ở ma đại thì chỉ có trương vĩ là người thân thiết nhất với trần vũ trương vĩ chắc chắn biết rõ mọi chuyện nhưng tôi không có số liên lạc của trương vĩ lúc trước hắn còn năn nỉ đòi kết bạn quy quy với tôi nhưng tôi đã xóa hắn rồi thẩm phái hàm bỗng đờ người ra tôi ngưng điệp lập tức cứng họng vì chuyện tương tự cũng đã xảy ra với cô đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó liền nói chẳng phải trong ngành truyền thông của cậu có nhóm chắc sao tìm trong nhóm đó đi chắc chắn trương vĩ có trong đó đúng rồi thẩm phái hàm mắt sáng rỡ lên nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm trong danh sách. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm được Trương Vĩ. Với ảnh đại diện Laffy, Ngưng Điệp, cậu kết bạn với hắn đi. Trương Vĩ từng theo đuổi tôi. Mặc dù bây giờ hắn đã từ bỏ, nhưng nếu tôi đột nhiên liên lạc lại thì sẽ không ổn lắm. Tôi sợ hắn sẽ nghĩ lung tung, sẽ rất xấu hổ. Thẩm Phái Hàm tìm cớ để từ chối. Tô Ngưng Điệp ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ ghét việc Trương Vĩ không chịu chi tiền cho thôi chứ gì. Còn bay đặt lấy cớ ngượng ngùng, có cần thiết vậy không? thêm bạn với Trương Vĩ cũng rất suôn sẻ. Nhưng vừa vào, Trương Vĩ đã nhắn ba dấu chấm hỏi. Không có gì đặc biệt đâu Trương Vĩ, chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi. Chiếc Chiron màu xanh của Trần Vũ có phải xe của anh ấy không? Tô Ngưng Điệp thẳng thắn hỏi. Nếu không phải của cậu ta thì của cô chắc. Trương Vĩ tỏ ra khó chịu. Nhìn đi, đó chính là bản chất của Tô Ngưng Điệp. Nhìn vào tiền chứ không nhìn vào người. Nếu hôm nay Trần Vũ không lái chiếc Chiron khoe khoang ở Ma Đại, thì cô gái hám tiền này có thèm kết bạn với mình không? Đúng là xe của cậu ta, Cậu không lừa tôi chứ? Tin hay không tùy cô. Tôi phải đi ngủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa. À, còn chuyện này nữa, nói cho cô biết, lão Trần của tôi đã có bạn gái, không còn độc thân đâu. Hơn nữa, bạn gái cậu ta không chỉ xinh đẹp, dáng chuẩn và giàu có, mà còn yêu cậu ta vô cùng. Nghe nói cô ấy còn là người chủ động theo đuổi lão Trần của tôi đấy. Cậu, cậu nói cái gì? Tô Ngưng Điệp bàng hoàng kinh ngạc, mắt mở to như cái chuông đồng, muốn biết thì đi mà hỏi lão Trần. Đừng có làm phiền tôi nữa. Ngưng Điệp cậu sao thế trương vĩ nói gì với cậu vậy thẩm phái hàm vỗ vai bạn thân quan tâm hỏi tô ngưng điệp không trả lời mà thoát khỏi khung chat rồi tìm đến trần vũ sau đó nhanh chóng gửi một tin nhắn trương vĩ nói anh đã có bạn gái có phải thật không